Làm người sang, ba không cười, ba không ca, ba không cãi. Sống ở đời, không cười ba loại người, không ca, không cãi ba loại việc. Làm người như vậy mới cao minh. 1. Ba không cười. Thứ nhất, không cười người khác nghèo. Đâu ra nhiều người vừa sinh ra đã được sống trong nhung lụa ấm êm. Ai mà không từng trải qua sóng gió của cuộc đời, trải qua khó khăn. Làm người mà chê bai người khác, gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều là luân lưu. Còn người sống ở đời, ai cũng có lúc có thì, lúc lên voi, lúc lại xuống thấp. Không ai nói trước được điều gì. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Trước khi cười người khác, hãy nghĩ kỹ xem sau này có bị người khác cười nhạo lại hay không. Cười người giống như cười mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sống hòa nhã, không chê cười người khác, đó mới chính là cách sống cao minh. Thứ hai, không cười người khác ngốc. Đừng cho rằng người khác không thông minh bằng bạn là bạn có thể cười người khác ngốc. Người thật sự thông minh đều biết ẩn mình, biết giả ngốc, giả hồ đồ. Bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy. Nhưng ai mới là người ngốc thật sự, ai mới là người ngốc giả vờ, rồi sẽ biết mà thôi. Không chê người khác ngốc, khiêm tốn để làm người, đó mới thực sự là đáng nể. Thứ ba, không cười người khác kém cỏi. Hiếm ai sinh ra là đã có tài năng thiên phú, năng lực và bản lĩnh đều thông qua học hỏi mà có được. Trong cuộc sống, nếu bạn có chí tiến thủ thì cho dù không có tài năng thiên phú vẫn có thể học hỏi, rèn luyện nên bản tính cao thượng. Nếu mình không tôn trọng chính mình thì dù có bản lĩnh tới đâu, trong mắt của người khác cũng chỉ là một quân tốt. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn dành cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có người là thầy của ta. Đây mới được gọi là làm người. 2. Ba không ca. Thứ nhất, không ca nghèo. Người có ý chí, dù có nghèo tới đâu cũng không ca thán. Không lẽ cứ ca nghèo là có người tới giúp? Còn người sống ở trên đời, phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán đều là những người đang âm thầm nỗ lực. Họ có những tính toán riêng ở trong lòng. Họ xem trọng thời gian. Làm gì có thời gian để ngồi đó ca nghèo kể khổ. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực mới tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Thứ hai, không ca khổ. Thử hỏi xem, thế giới của những người trưởng thành, mấy ai mà không khổ tâm, phiền não? Có ai là không phải vác trên vai một ba lô trách nhiệm, cả tháng mệt mỏi? Nào có ích gì? Người khác không những không thích nghe, mà bản thân cũng cảm thấy mình vô vị. Khổ qua mùa đông thì chính xác là mùa xuân. Không có cố gắng thì làm sao có quả ngọt? Vì vậy, những người sống trong khổ sở nhưng không kêu mệt mỏi mới thực sự là người hiểu được cuộc sống. Thứ ba, không ca mệt mỏi. Có mệt mỏi tới đâu, xin cũng đừng ca thán. Làm người dù mệt mỏi cũng không ca thán mới là cao nhân. Người ta khi sống trên cõi đời chỉ có thể chịu được khổ mới đắc được trí tuệ, nhãn quan mới có thể rộng mở, nhìn rõ chân lý của sinh mệnh và ý nghĩa của cuộc đời. Trịnh Bản Kiều đời nhà Thanh từng lưu lại hai câu danh ngôn bốn chữ nổi tiếng mà mỗi chúng ta đều nên học hỏi. Ông cũng từng chú thích rằng thông minh khó, hồ đồ khó. Từ thông minh chuyển sang hồ đồ càng khó. Buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đền đáp. 3.
Ba không cãi. Thứ nhất, nghèo tới đâu cũng không cãi vã. Nghèo cũng cãi vã, giàu cũng cãi vã. Một gia đình sợ nhất là cãi vã. Một gia đình hòa thuận trước sau không bao giờ to tiếng. Càng cãi nhau càng không đâu vào đâu. Dù vậy có nghèo tới đâu cũng đừng cãi nhau. Gia hòa thì vạn sự hưng. Đã là người nhà thì phải đoàn kết, phải yêu thương lẫn nhau. Có vậy thì nghèo cũng thành giàu. Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Đây mới là lẽ sống đúng mực. Người Colombia đã trải qua rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. 6 thập kỷ nội chiến, các cuộc đàm phán hòa bình vô tận, buôn bán nô lệ, chiến tranh băng đảng, tham nhũng, buôn bán người, sống trong sự hỗn loạn, cảm giác bất lực và khổ đau đã được người Colombia thay thế bằng hy vọng mới và sự lạc quan. Trên các trang báo, rất nhiều những tiêu đề như người Colombia lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình hay hy vọng về hòa bình ở Colombia, sự lạc quan kinh doanh mạnh mẽ của Colombia. Đối với hầu hết người Colombia, không có gì là quan trọng hơn gia đình, bạn bè và sự vui vẻ. Mặc dù đây là đất nước đã trải qua các cuộc xung đột liên miên giữa các lực lượng quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang du kích, nhưng có vẻ như chính sự hỗn loạn và không thể dự đoán được cuộc sống hàng ngày lại hun đúc nên lòng dũng cảm và sự lạc quan có thể có một vai trò quan trọng trong hạnh phúc của người Colombia. Theo kết quả của khảo sát năm 2012, 87% người dân của đất nước này cho rằng họ đang hạnh phúc và chỉ 2% trả lời họ không hạnh phúc. Nhờ vậy, chỉ số hạnh phúc của người Colombia đạt mức 85%, cao hơn 20% so với chỉ số hạnh phúc của toàn cầu và gấp đôi so với đất nước Mỹ. Những năm sau đó, Colombia tiếp tục nhiều lần đứng đầu danh sách các quốc gia hạnh phúc trên thế giới. Đối với người nước ngoài, có vẻ như người Colombia quá ngây thơ hay lạc quan mù quáng. Nhưng chính hạnh phúc một cách kiên định của người Colombia là vũ khí hiệu quả nhất của họ trong cuộc chiến chống lại sự thất vọng và suy sụp. Họ đã khẳng định được chiến thắng của mình trước số phận bằng nhiều lần đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Và thông qua đó, chứng minh cho cả thế giới thấy rằng hạnh phúc không phải tới từ hoàn cảnh và những điều bên ngoài bản thân bạn. Hạnh phúc thật sự tới từ trong tâm trí của bạn, từ sự thỏa mãn không đòi hỏi của bạn. Và hạnh phúc của bạn sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu lan tỏa nó trong cộng đồng. Thứ hai, phiền tới đâu cũng không cãi vã. Ai chẳng có tâm sự, chẳng có phiền muộn, lúc buồn bừng, không tức giận to tiếng cũng là một loại bản lĩnh. Một khi buồn bực liền cãi nhau, cuộc sống sẽ chỉ càng rối hơn mà thôi. Vì vậy, học khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Thứ ba, tức giận đến đâu cũng không cãi vã. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng đi một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe của bản thân. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng qua đi. Nóng giận làm hại cơ thể, người khác không thương xót, chỉ có mình phải chịu đựng. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ cũng cần rèn cho mình sự độ lượng, bớt nóng giận, làm việc, làm người, không tùy tiện bực tức, nóng giận, bốc đồng mới có thể gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. Tức giận là cảm xúc mà bất cứ ai cũng có thể gặp trong cuộc sống và trong các mối quan hệ. Nhưng sau khi tức giận, nhiều người vẫn nói giá mà mình đừng tức giận. Đơn giản bởi có rất nhiều điều mà khi tức giận bạn khó lòng có thể suy nghĩ một cách thấu đáo để giải quyết. Cần đặt mình vào vị trí của người khác để có cái nhìn khách quan hơn, tích cực hơn, từ đó kiềm chế cảm xúc và hành động của bản thân
thể hiện thái độ tôn trọng công việc bằng tinh thần trách nhiệm. Hãy nhận trách nhiệm khi mắc lỗi bằng cách làm việc tích cực hơn, đảm bảo điều sai lầm này sẽ không xảy ra nữa. Kỹ năng kiềm chế sự tức giận là vô cùng quan trọng. Nhận biết được sự chuẩn bị bộc phát cơn tức giận là bước đầu tiên trong việc đề phòng và kiềm chế cảm xúc tiêu cực đó, tránh phản ứng vội vàng. Xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.